Chị Thủy xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến của BeOne TV 57.3. Trong chương trình Kinh tế thưởng thức hôm nay, chị Thủy sẽ nói về cách chọn lựa những loại thực phẩm cho người tiểu đường, những cái nguyên tắc chung cho quý vị để nhớ, qua đó giúp quý vị làm quen với các loại thực phẩm và chỉ số đường huyết khác nhau của chúng như thế nào thông qua sự hiểu biết các phân loại về chỉ số đường huyết. Thì chị Thủy sẽ nói chi tiết về gạo, trái cây, rau hoa quả cũng như ngũ cốc trong phần cuối của chương trình để mà quý vị hiểu rõ thêm hoặc là tiện việc tham khảo. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu về cái chỉ số đường huyết của thực phẩm là gì, gọi tiếng Anh gọi là glycemic index viết tắt, nhưng chị Thủy sẽ dùng thường xuyên chữ GI, thì có nghĩa là cái chỉ số đường huyết của một loại thực phẩm nào đó. Chỉ số đường huyết của một thực phẩm là một cái bảng xếp hạng của các loại thực phẩm dựa trên chúng làm tăng lượng đường ở trong máu một cách nhanh chóng như thế nào sau khi mà mình ăn vào bánh mì trắng hoặc là gluco. Thường thường là hai cái loại thực phẩm này người ta để dùng để làm tham khảo so sánh với các thực phẩm khác, vì nó có cái chỉ số đường huyết hay là GI là 100. Tất cả các thực phẩm khác thì có cái GI từ 1 đến 99 so với lại cái thực phẩm tham khảo là glucose hay là bánh mì trắng, và được phân loại thành GI thấp hay là trung hay là cao. Thì người tiểu đường cần phải biết thực phẩm mình ăn là cái loại thực phẩm có cái GI như thế nào để mà cái việc kiểm soát đường huyết của mình có hiệu quả hơn. Đầu tiên thì chúng ta coi là cái phân loại của cái GI, thì thực phẩm có GI thấp được định nghĩa là cái con số nó dưới 55, có nghĩa là 55 hoặc là ít hơn. Thì theo American Diabetic Association gọi là ADA, 100 phần cái thực phẩm đầu tiên mà quý vị để ý đó là 100% bột lúa mì nguyên chất nghiền bằng cái cối đá, tiếng Anh thì như thầy sẽ nói tiếng Anh gọi là stone ground whole wheat 100%. Thì quý vị mua đồ thì quý vị thì là 100% whole wheat gọi là stone ground, tức là người ta phải nghiền bằng cối đá, hoặc là bánh mì từ cái mạch nha gọi là pumpernickel bread. Thì thường thường mấy cái pumpernickel bread là bánh mì đen đó quý vị. Thì quý vị thấy ở trong mấy cái chỗ gọi là chợ Whole Food hay là chợ Central Market, người ta có đều có bán. Thì quý vị ăn thì những cái thực phẩm này thì thuộc loại là GI thấp, tức là người tiểu đường nên ăn. Thứ hai nữa là cái bột yến mạch hoặc tiếng Anh gọi là oatmeal. Thì quý vị biết oatmeal có nhiều loại lắm, nhưng mà cái loại mà được gọi phân tách là GI thấp thì là cái loại oatmeal gọi là raw hay là steel cut. Hình trên đó là bên tay trái là raw, bên tay phải là raw oatmeal, và bên tay trái gọi là steel cut oatmeal. Có nghĩa là cái loại dẹp á, người ta steam lên xong cái người ta cán nó ra thẳng rồi người ta cắt nó ra, gọi là steel cut. Là bên tay phải cái loại đó nó xốp hơn, nó dẹp hơn, nó bự hơn, ít dinh dưỡng hơn. Nhưng mà nó cũng thuộc lại là GI thấp. Cái loại thứ hai thì nó nhiều chất vitamin nutrition hơn, nó denser, nó đậm đặc hơn, gọi là steel cut. Nó thuộc lại là GI thấp. Thì quý vị mua thì quý vị sẽ thấy để ý là mình chọn cái loại steel cut hay là raw oatmeal hay là gọi là original đó quý vị. Thì hoặc là những cái oat bran gọi là cám yến mạch, hay là quý vị ăn cereal thì có cái loại muesli, thì là cái loại cereal thức ăn buổi sáng mình dựa trên cám yến mạch, mình bỏ trái cây, mình bỏ hạt vô làm cereal đó. Cái loại đó thì cũng là có GI thấp. Cái thực phẩm thứ ba gọi là pasta, không phải là gọi là như spaghetti của Mỹ quý vị, nhưng mà quý vị mua cái loại whole wheat pasta, có những cái brand, nhưng mà quý vị đại khái là quý vị lựa cái brand nào cũng được, nhưng mà pasta mình mua cái phần trăm 100% whole grain đó quý vị, thì cái GI của nó mới thấp. Rồi mình mua cái gạo chuyển đổi gọi là converted rice, có thể là Uncle Ben converted rice hay là Uncle Sam converted rice, hoặc là mình ăn lúa mạch tiếng Mỹ gọi là barley, cũng là những cái loại thực phẩm người tiểu đường nên cần phải ăn.
da thấp. Ngoài ra thì đối với rau hoa quả mình thấy có khoai lang, có ngô, có đậu lima, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu phộng, đậu nành cũng thuộc loại là dạng GI thấp, hoặc là các loại, tất cả các loại trái cây, rau hoa quả, và đặc biệt là những cái loại rau hoa quả mà không có tinh bột thì cái GI của nó đánh giá rất là thấp. Cà rốt là một cái rau quả có tinh bột nhưng nó cũng là exception, nó là có tinh bột nhưng mà nó là thuộc loại GI thấp. Bây giờ mình qua đến cái GI medium, GI gọi là glycemic index của nó, medium có nghĩa là định nghĩa từ 56 cho đến 69, thì là những cái loại thực phẩm nào? Đó là những cái loại lúa mì nguyên hạt gọi là whole grain wheat đó quý vị, rồi những cái loại lúa mạch đen gọi là rye, chữ O, chữ Y, chữ Y, bánh mì đen mà lại rye trong đó, nó cũng là cũng có minimum gọi là medium GI. Bánh mì đen cũng rất là tốt. Rồi cái bánh mì pita, bánh mì của người Trung Đông đó quý vị, của người Hy Lạp. Chi thị không có hình đây nhưng mà nó dẹp dẹp, nó tròn tròn quý vị, vô HGP quý vị hỏi bánh mì pita là bánh nào, PITA, người ta chỉ cho quý vị, cũng là một cái loại một thực phẩm mà gọi là có medium GI. Hoặc là đối với oat meal, một loại oat nữa nhưng mà gọi là quick oat nha quý vị, thì nó lại nằm ở trong cái medium GI. Steel cut roll thì nằm ở trong low GI, mà còn nếu mà instant yến mạch nữa, nó cho thêm đường này nọ nhỏ xíu xíu á, thì gọi là lại high GI. Cho nên không phải là lúc nào quý vị ăn, quý vị cũng phải biết được là oatmeal, nhưng mà nó đúng chính xác là oatmeal nào, là nó trong cái GI nào. Và một cái thực phẩm mà có medium GI nữa là nói đến gạo brown rice. Brown rice tức mình gọi là gạo nâu hay gạo lứt của mình ăn. Mình ăn gạo nâu, gạo lứt thì nó cũng là một cái thực phẩm có GI trung bình từ 56 cho đến 69. Người tiểu đường người ta recommend là mình nên ăn gạo brown rice hay là gạo Ấn Độ gọi là basmati. Gạo Ấn Độ nào cũng được. Gạo Ấn Độ thì nó range rất là từ low cho đến medium. Cho nên là quý vị ăn thì cũng rất là good. Hoặc là gạo hoang dã gọi là white rice của Mỹ, long grain, cái hạt nó dài, thì cũng ăn tốt hơn là quý vị ăn gạo jasmine, gạo Thái Lan của mình. Thì đó là cái slide tới, đó là GI cao, những cái thực phẩm mà có GI cao định nghĩa là trên 70, chẳng hạn như gạo Thái Lan của mình là 72. Thì bánh mì trắng, hoặc là bánh mì trắng là list trong cái GI cao, hoặc là bagel của mình ăn cái bánh mì tròn tròn cũng là GI cao, quý vị cũng ăn hạn chế lại. Hoặc là những cái corn flakes gọi là cái mảnh ngô mà chế biến từ bột ngô, hoặc những cái bỏng gạo gọi là puff rice, hoặc là những cái bran flakes gọi là cám, những cái cám từng mảnh, và hoặc là bột yến mạch ăn liền gọi là instant oatmeal. Nãy chị thử giải thích rồi, có ba loại oatmeal, cái loại mà quý vị không nên ăn là instant oatmeal, nó bỏ đường vô trọng. Tại vì sao? Nó là oatmeal thì good, mà đây nó bỏ đường vô ăn ngọt ngay à. Cho nên that's why nó cái GI của nó cao. Added sugar, it's not good for diabetic. Rồi, gạo trắng, hạt ngắn, tức là short grain, như gạo jasmine của mình, bún gạo của mình, bún mình ăn bò cũng riêu đó. Không có ăn ít thôi, một bữa ăn, lâu lâu ăn một lần. Rồi mì, gọi là macaroni and cheese, gọi là mì ống với phô mát, cũng thuộc trong cái dạng GI cao, mình hạn chế mình ăn. Khoai lang thì lại good, nhưng mà khoai tây lại không good nha quý vị. Khoai tây thì là GI cao, đặc biệt là cái loại khoai tây russet màu đỏ, potatoes, bí ngô của mình, nó có cái GI cao, nhưng mà trong bí ngô nó có rất nhiều fiber. Mặc dù cái GI nó cao nhưng mà quý vị có thể ăn được, bởi vì nó cũng là một loại trái cây, nó lại có cái gọi là có một cái concept nữa gọi là GI, gọi là glycemic load, tức là cái lượng đường ở trong cái bí ngô nó lại ít, nhưng mà cái glycemic index nó cao, thì cho nên là mình ăn, người tiểu đường ăn lại không có bị ảnh hưởng nhiều về cái nó không có làm cho cái đường của mình nó tăng vọt lên. Rồi cái pretzel, mấy cái đồ mà snack của mình cũng không nên ăn nhiều bởi vì cái GI cao. Rồi bánh gạo gọi là rice cake, hay là bắp rang popcorn cũng not a good one, hay là những cái bánh cracker mà có muối mặn mặn cũng không lại là good cho người tiểu đường. Rồi dưa hấu, hồi nãy chị Thủy nói là cái glycemic của nó, quý vị thấy trên hình hồi nãy, cái clip hồi nãy, glycemic của nó là 72. Rồi quả thơm, cái glycemic của nó cũng cao, nhưng mà đối với trái cây, mặc dù cái glycemic index của nó cao, nhưng mà nếu mà trái cây nó có nhiều fiber hoặc là
như dưa hấu, một quả dưa hấu vậy, thì nó cái volume nước của nó rất nhiều nhưng mà cái đường của nó rất là ít, cho nên cái glycemic load của nó thì nó lại ít, cho nên là người tiểu đường ăn vẫn good, cũng vẫn là tốt cho sức khỏe, chứ không phải là chỉ có mình nói là một cái thức ăn mà chỉ có glycemic index cao thì là mình không ăn được. Nhưng mà cho nên là một cái concept thứ hai đó là về glycemic load, tức là cái lượng đường mình ăn vô bao nhiêu mỗi lần nó cũng determine, có hai concept là quý vị phải nhớ để mình phân biệt được. Nhưng mà nếu mà quý vị chọn trái cây, rau, hoa quả thì không có lúc nào mình sai hết, mình ăn lúc nào cũng là đúng cho người tiểu đường. Đó là một cái tip cho thì muốn gửi đến quý vị. Rồi mình cái cách thay thế cái GI trong thực phẩm thì để mà quản lý tốt hơn cái lượng đường trong máu thì quý vị nên cố gắng là bao gồm các loại thực phẩm GI thấp ở mỗi bữa ăn và thay thế các loại thực phẩm GI cao trong cái chế độ ăn uống bằng bằng những cái loại thực phẩm có GI thấp. Ví dụ như trong bữa ăn mình thay đậu, tất cả các loại đậu rất là tốt cho người tiểu đường, nhưng mà không biết quý vị có chịu được cái gas của nó không thôi. Nhưng mà thay đậu hay là đậu đậu lentils hay là đậu đậu, đậu đậu lăng cho mỗi bữa ăn để mà giảm cái GI của nó. Quý vị có thể có mì ngũ cốc nguyên hạt, thay nó bằng mì ống loại thường, gọi là pasta loại thường, mình dùng whole grain pasta, hoặc là thay gạo jasmine trắng bằng hoặc là khoai tây á, bằng gạo basmati hoặc Ấn Độ, hay là converted rice, nó là hay là mình dùng gạo nâu hay là gạo brown rice hay gạo lứt thay vì mình ăn gạo jasmine để mình giảm cái GI. Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt mà nghiền bằng cối đá cũng rất thì tốt hơn là mình ăn loại bánh mì trắng không quý vị. Ngũ cốc mà chứa yến mạch, lúa mạch hay là cũng là một những cái thực phẩm mà quý vị nên ăn nhiều. Trái cây và thực phẩm có cái carbohydrate với GI thấp. Cái việc xem xét cái số lượng carbohydrate mình dùng trong bữa ăn, mình ngoài việc đó mình còn phải xem xét coi là cái loại thực phẩm bột đường carbohydrate mà quý vị lựa chọn nó cũng làm cho sự khác biệt về cái lượng đường huyết của quý vị. Thực phẩm mà có GI cao trên 70 gây ra một cái sự tăng vọt đột ngột cái lượng đường ở trong máu sau khi ăn, trong khi mà các loại thực phẩm có GI thấp dưới 55 thì nó cũng làm cho tăng cái lượng đường ở trong máu của mình nhưng mà ở cái mức độ từ tốn hơn, nó đi từ từ hơn. Gạo basmati có cái GI khác nhau, nó từ 43 đến 60, được liệt kê vào là loại từ thấp đến trung bình GI theo Đại học Sydney. So với lại các loại gạo có GI 72 trở lên là giống như gạo thơm của mình đó, thì nó không có tốt. Thì trên hình ảnh đó là cái hình gạo Ấn Độ, gạo Basmati, thì nó có như cái brand này nó quảng cáo là nó có cái GI là 55, tức là thấp hoặc là trung bình đó quý vị. Rồi tóm lại thì chọn cái thức ăn có GI thấp nó có thể cải thiện được cái việc kiểm soát đường huyết của những người bị bệnh tiểu đường, ngoài việc làm cho việc kiểm soát dễ dàng hơn thì nó cũng còn duy trì được một cái sức khỏe, nếu mà người bình thường thì nó cũng duy trì cho mình có sức khỏe khỏe mạnh hơn. Cái nguyên tắc mà để mình tính carbohydrate của gạo thì như là một cái quy luật chung, thì tất cả các gạo có màu nâu hoặc màu trắng thì có chứa một cái lượng tương tự các carbohydrate trung bình, đó là 15 gram mỗi 1 phần 3 cup, chính xác hơn là 3 phần 4 chén gạo nấu. Basmati cung cấp 150 calorie, 0 gram chất béo, 3 gram chất protein, 35 gram carbohydrate, 0 gram chất sợi. Mà trong khi đó thì một cái cốc gạo mà cũng cốc gạo đó mình nấu chín lên, gạo basmati thì khi mình nấu chín lên thì cái lượng calorie mình có là 162, cái lượng chất béo nó lại tăng lên 1.5 gram, 3.8 gram protein và carbohydrate là 33.8 carbohydrate, lượng chất xơ của mình cũng tăng lên là 3 gram. Thì thực phẩm mình một cái tip nữa là một cái thực phẩm mà nhiều chất xơ, nhiều thêm chất béo thì thường thường là cái GI nó sẽ kéo cái GI của cái thực phẩm nó thấp hơn. Của những cái nguyên tắc mà người tiểu đường mình cần nhớ thì nên chú trọng vào mình dùng đường phức hơn là mình dùng đường đơn. Những cái đường phức là những cái đường chẳng hạn như mình ăn trong trái cây, rau, hoa quả, trong bean,
Còn những cái đường mà đường đơn là những cái đường table sugar mình bỏ vô cà phê mình uống, mình nấu nướng rồi fruit juice này nọ, đó là những cái đường đơn thì người ta khuyên là mình nên dùng những cái đường phức hơn là những cái đường đơn để mà cái lượng đường của trong máu mình nó không có tăng nhanh sau bữa ăn. Những cái loại đường phức thì nó phóng thích chậm nên không có gây ra đột ngột cái chỉ số đường huyết, mà nó vẫn đảm bảo đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể của mình. Ngoài ra thì cái người bị tiểu đường nên bổ sung những cái chất béo có lợi như là omega 3 bằng cách là chọn những cái thực phẩm có cái chứa cái chất béo này. Omega 3 có cái tác dụng tốt cho tim mạch của mình, cải thiện cái cấu trúc mạch vành và giúp cho cái giảm cái nguy cơ mắc các cái bệnh lý về tim mạch. Mình nên tăng cường các chất xơ, rau xanh, ngũ cốc, ngũ cốc chưa chà xát nhiều cũng có lợi cho cái người tiểu đường. Ăn độn rau giúp cho hấp thụ thức ăn mình chậm lại, và sử dụng chất tạo ngọt không có năng lượng như là aspartame hay là saccharin này nọ thì quý vị có thể dùng được, nhưng mà đừng có dùng nhiều quá. Còn sẽ có một bài chia sẻ nói về những cái artificial sugar đó, với một cái số lượng vừa phải thì cũng đóng góp giúp cho người bị béo phì có thể control được cái calorie, control cái cân nặng của mình bằng dùng những cái đó, nhưng mà phải dùng vừa phải thôi. Và bây giờ mình nói đến một cái đề tài hơi có tính thách thời sự một chút xíu, đó là mình nói đến gạo lứt và cái chất thạch tín gọi là arsenic. Thì gạo lứt cũng được liệt kê vào cái nhóm thực phẩm có GI trung bình giống như là gạo Ấn Độ Basmati. Tuy nhiên là mấy tháng trước các cơ quan truyền hình của Mỹ như là CNN, ABC có đăng cái bài nói về gạo lứt và nó có chứa arsenic thì gọi là thạch tín. Thì một chất mà nó có cái tiềm năng gây ung thư và cả về các vấn đề sức khỏe khác. Và về sau đã làm cho nhiều người hoang mang và trên internet cũng có nói rất là nhiều. Thì theo Consumer Report đưa ra một cái danh sách các loại gạo thì họ có đề cập rằng là cái gạo lứt, gạo nâu á, có nhiều cái arsenic hơn là gạo trắng, và nghiên cứu cho thấy rằng những người mà ăn gạo gạo nâu nhiều, brown rice nhiều á, thì cũng có cái lượng arsenic cao hơn khi mà xét nghiệm. Thì FDA cũng cho biết là họ đang nghiên cứu cái arsenic trong những cái sản phẩm lúa gạo và lúa để mà xác định được cái mức độ, và các loại arsenic thường được tìm thấy và sẽ xác định coi là cách thức làm sao để mà giảm nó nếu mà người ta chứng thực được. Hiện giờ thì FDA chưa có một cái tiêu chuẩn nào cho các nhà sản xuất gạo phải đảm bảo cái lượng tối đa của arsenic, cái maximum arsenic acid ở trong gạo là bao nhiêu thì mới an toàn. Không giống như là nước uống trong chai của chúng ta thì FDA người ta có cái tiêu chuẩn á, là tối đa là được phép ở trong cái bottle, water bottle đó là 10 microgram arsenic trong 1 liter nước, hay còn gọi là 10 parts per billion, gọi là 10 parts per billion cái arsenic thôi. Tại vì chất arsenic là nó hơi độc cho nên là người ta limit là chỉ có ít ít như vậy. Trước khi mà chờ xem coi quyết định của FDA như thế nào thì mọi người cũng không có nên là hoang mang. Vì mình nói đến cái cách mà chọn lựa trái cây cho những người tiểu đường thì trái cây có rất là nhiều giống khác nhau của các loại trái cây, và trái cây thì dưới nhiều hình thức. Nhưng mà quý vị nhớ là cái nguyên tắc cho người tiểu đường là ăn trái cây tươi, nguyên quả là tốt hơn là ăn đồ đóng hộp, đồ sấy khô hay là vắt nước để lấy juice, vì cái chỉ số đường huyết nó thấp nhất, thấp hơn là những cái loại sấy hay là những cái loại mà vắt nước như vậy. Chẳng hạn như một cái quả cam, mình ăn cả quả thì có cái GI là 43, nhưng mà có thể là một cái thực phẩm có glycemic index thấp, nhưng mà nước trái cây mình vắt ra từ cam của nó thì nước cam nó lại có cái GI là 52, tức là nó tăng lên phải không quý vị? Do đó là cái chất xơ trong cái quá trình vắt ép vì nó đã mất đi thì cho nên là nó làm tăng cái GI lên. Tương tự như mình ăn nho tươi thì cái GI của nó thấp hơn là mình ăn nho khô, bởi vì nho khô nó condense cái lượng đường ở trong đó. Thì đó là cái cách mà quý vị ăn, lúc nào cũng nên ăn đồ tươi, đó là cái tip để dành cho quý vị chọn trái cây. Bây giờ mình qua đến cách chọn các loại rau củ.
Hầu hết các loại rau là những cái thực phẩm từ thấp cho đến rất là thấp, nói về độ cái glycemic index. Nguyên tắc chung là muốn chọn cái GI thấp là đa số là trong rau củ, những cái loại mà non-starchy, non-starch quý vị, rau củ không có bột và có nhiều chất xơ. Thì hầu hết các cái rau có bột, chẳng hạn như khoai tây trắng, củ cải đường là nó được loại GI trung bình đến trung bình cao, dựa theo cái chỉ số đường huyết. Tuy nhiên, các loại củ có cái tinh bột như củ cà rốt lại có cái giá trị GI cao nhất là 49 mà vẫn được coi là thấp. Hầu hết là các loại củ mà không tinh bột như là những cái loại mà rau mà không tinh bột, chẳng hạn như rau mông cải, rau spinach, ớt chuông quý vị, bắp cải, hành tây thì có cái GI của nó thấp là dưới 50. Thì đó là cái cách mà lựa chọn rau cải, rau. Bây giờ mình qua đến chọn các loại hạt và ngũ cốc. Các loại đậu mà nấu chín, đậu khô, đậu lentils, đậu Hà Lan gọi là split peas, đậu nành là một đậu nành thì trong đó thì đậu nành là một cái thực phẩm rất là thấp về chỉ số đường huyết với một cái giá trị GI của nó là 18. Đậu phộng đó là cái đậu phộng, nói về đậu phộng thì do cái kỹ năng mà người ta làm cho đậu mọc nằm ở dưới đất có một cái giá trị GI là 14, rất là thấp của quý vị. Đậu trắng, đậu đen, đậu tây gọi là kidney beans, đậu các loại đậu đó quý vị khác thì cái glycemic index của nó cũng rất là thấp, nó từ 20 đến 30. Đậu xanh thì tùy vào giống của nó cũng từ 40 đến 60. Ngay cả chuẩn bị đậu nói chung là các loại đậu thì quý vị ăn được bởi là nó là GI của nó là thuộc loại thấp. Rồi ngũ cốc thì nên chọn ngũ cốc whole grain là nguyên hạt, dùng lúa mì loại bulgur, lúa mì là BULGUR đó quý vị, đánh vần là vậy. Gạo mình gọi converted rice, lúa mạch là cái thực phẩm mà nguyên hạt GI thấp. Ngoài ra thì còn có GI thấp bao gồm các loại nguyên hạt 100% whole whole wheat pasta gọi là spaghetti đó quý vị, ngũ cốc loại cám lúa mì. Vâng, kính thưa quý vị, chị Thủy vừa trình bày xong cái chủ đề về bệnh tiểu đường và cách lựa chọn từng cái loại thực phẩm như thế nào để cho quý vị có thể kiểm soát được lượng đường của mình một cách cụ thể hơn thông qua cái cách ăn uống. Đối với những người bị tiểu đường, mình nên tập cái thói quen tốt trong ăn uống, cho dù là mình chưa phải là tiểu đường. Đối với người chưa có bị tiểu đường thì mình cũng nên tập cái cách quen là mình, mặc dù mình chưa có bị, nhưng mà đối với những người đã bị tiểu đường thì chị Thủy hy vọng rằng đã cống hiến cho quý vị phần nào cái sự hiểu biết thêm trong cái việc kiểm soát ăn uống. Và vì người bị tiểu đường thì cái cách ăn uống là rất là quan trọng và đó là cái trụ cột trong cái việc điều trị của quý vị. Thì cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, kính chúc quý vị luôn an khang và vui tươi trong cuộc sống và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới cũng trên làn sóng BeOne TV 57.3, và thời gian cũng đã hết hạn cho nên chia sẻ xin hẹn quý vị lần sau. Bye bye.